Nhắc đến điện thoại màn hình gập, phải 99% người dùng nghĩ ngay đến Samsung. Không khó hiểu vì thương hiệu này chính là người cầm cân nảy mực, đưa công nghệ tưởng chừng chỉ có trong mơ đến gần với người dùng hơn. Sau 5 thế hệ, Galaxy Z series đã trở nên hoàn thiện hơn, luôn đạt doanh số đáng ngưỡng mộ, dẫn đầu thị trường màn hình gập nhiều năm liền. Galaxy Z series từ khi ra mắt đã chứng minh được vị thế dẫn đầu, mang đến những trải nghiệm độc nhất. Để làm được điều này, Samsung đầu tư chất xám vào cả phần cứng lẫn trải nghiệm phần mềm. Ông Simon Sim, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng trải nghiệm di động tại Samsung Electronics Việt Nam cho biết, bằng việc thay đổi những điều khả thi trong một chiếc điện thoại thông minh, Galaxy Z series đã tạo ra một xu hướng smartphone hoàn toàn khác biệt, thiết lập những tiêu chuẩn và tiên phong dẫn đầu cuộc chơi ngay từ khi bắt đầu. Chúng tôi tự hào khi đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người dùng yêu thích thiết bị di động thông minh màn hình gập. Hành trình bất bại của 4 thế hệ, Galaxy Z series đã trải qua một hành trình gian khổ để leo lên đỉnh cao. Chính những khó khăn Samsung vấp phải đã giúp hãng tạo ra các sản phẩm ngày một tốt hơn, luôn là một trong những sản phẩm dẫn đầu cuộc chơi. Gập ngang hay dọc, Galaxy Z series đều có trải nghiệm thiết thực, ấn tượng. Tạo ra điện thoại màn hình gập đâu chỉ đơn giản là làm phẳng nếp gấp, gia cố khớp xoay hay tăng hiệu năng. Điểm ấn tượng của chúng là hành trình nỗ lực không ngừng, hiểu sâu hơn về cộng đồng người dùng, hay ở đây chính là những Gen Z thế hệ người trẻ năng động, linh hoạt y như điện thoại Galaxy Z. Với mỗi thế hệ mới, Samsung lại đến gần họ hơn, cùng họ tiến lên phía trước và giúp họ đạt được quyền tự do. Galaxy Fold thế hệ đầu bước đệm hoàn hảo để Samsung cải tiến, hoàn thiện công nghệ màn hình gập. Sang thế hệ 2 và 3, Samsung tiếp tục mở rộng lựa chọn với Galaxy Z Flip dòng máy gập dọc với thiết kế thời trang, nhỏ gọn. Cùng với đó là những trải nghiệm độc quyền chỉ người dùng Z series mới có, đặc biệt là chất lượng màn hình vượt trội của Fold và tính năng tiện lợi của Flip. Z series thứ 2 và 3 có những cải tiến rõ rệt, tạo ra chất riêng và tập trung hơn vào trải nghiệm. Thế hệ thứ 4 kết hợp nhuần nhuyễn hơn chất lượng phần cứng với những tính năng phần mềm. Samsung dường như đã hiểu rõ Gen Z cần gì, để rồi biến sự linh hoạt đó thành đồng minh để Gen Z tự do chọn lọc bản sắc, thể hiện tính cá nhân. Galaxy Z series thế hệ 4 đánh dấu sự nghiêm túc của Samsung trong việc đem đến trải nghiệm linh hoạt hơn cả. Nếu chỉ dùng điện thoại phẳng, bạn sẽ chẳng thể nào biết đến những tính năng vi diệu như Flexcam, biến máy thành tripod để quay chụp, sáng tạo ra những góc nhìn độc lạ. Hay như Z Fold 4 đã được trang bị thêm thanh taskbar để tăng hiệu suất đa nhiệm lên nhiều lần. Tính cá nhân hóa cũng lên một tầm cao mới nhờ các phiên bản bespoke dễ dàng thay đổi màu vỏ, kết hợp các tông màu thời thượng để thể hiện cái tôi cá nhân. Galaxy Z giờ không chỉ đơn thuần là điện thoại mà chúng đã trở thành trợ lý đắc lực, phụ kiện thời trang có 1, 0, 2. Mở chương mới thêm cảm hứng cho subculture tỏa sáng. Sứ mệnh của Galaxy Z series năm nay lớn lao hơn khi Samsung nhận ra sự trỗi dậy của các cộng đồng tiểu văn hóa. Galaxy Z giờ đây sẽ đóng vai trò là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của subculture, nỗ lực truyền cảm hứng để họ tự do join the flip side nhập hội linh hoạt.